Lý Quy. Nè, anh dẫn người qua bên đó đi. Được. Lãnh cô nương à, Lý Quy bọn nó sẽ không quay về nữa sao? Để cháu qua đó xem. Lãnh cô nương à, có phải kẻ thù của thằng Huy đến gây sự có phải không? Bác đừng lo, có cháu ở đây rồi. Ông mày ở đây, đến bắt ông mày đi. Tình khốn nạn của Lập Minh, tôi sẽ giết anh báo thù cho lão Hồ. Nè, đừng nổ súng, phải bắt sống. Bác à, cháu đưa bác rời khỏi nơi này đi. Nè, đừng nổ súng, phải bắt sống. Anh đến muộn rồi, chúng tôi đã bắt được anh ta rồi. Cố Lập Minh, nếu anh đã đến rồi, tôi sẽ không để anh thắng được. Niệm Đông, tại sao anh cứ đối đầu với tôi vậy? Chim khôn chết miếng mồi ngon. Tôi đã nói rồi, Giang là một âm mưu. Tại sao cứ cố chấp không tỉnh? Lý Quy, Lý Quy, chìa khóa đưa cho tôi. Hứa, Hứa tiên sinh, tôi xin anh, tôi xin anh, nhất định phải đưa mẹ tôi rời khỏi Thượng Hải. Được, tôi đồng ý với anh. Chìa khóa đâu? Lý Quy, Lý Quy, Lý Quy, Lý Quy. Niệm Đông, kết thúc ở đây đi. Anh muốn chúng ta dứt tình anh em thật sao? Tôi không tin là anh nổ súng. Tại sao anh vẫn ngây thơ như vậy chứ? Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người, anh biết không? Tôi không tin anh sẽ nổ súng.
Để anh ta đi. Lãng cô nương. Lãng cô nương. Thằng Huy. Sao thằng Huy vẫn chưa về vậy? Bác à, bác yên tâm đi. Lý Huy ra ngoài làm việc, nhất định sẽ về mà. Có phải là nó đắc tội với người nào không? Bây giờ nó có an toàn không vậy? Lý Huy là người tốt, là một quân quan tốt, sao có thể đắc tội với ai được chứ? Anh ấy chắc chắn sẽ về, bác yên tâm đi. Tiểu Mạn, thế nào rồi? Lý Huy không về cùng cháu sao? Bác à, Lý Huy, đội của anh ấy có nhiệm vụ khẩn cấp nên về đội rồi, không kịp đến từ biệt bác, nên bảo hai chúng cháu đưa bác về Tứ Xuyên. Bác à, Lý Huy là một phó quan tốt, cấp trên có nhiệm vụ thì phải đi. Bác biết quân lệnh như núi. Lý Huy sao rồi? Lý Huy trúng đạn rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Đừng nói với bác ấy. Chúng ta nhất định phải đưa bác ấy an toàn rời khỏi Thượng Hải. Huy à, mẹ đến tìm con đây. Bác à, bác. Bác biết hai đứa là người tốt. Chìa khóa, chìa khóa đây nè. Huy à, con có đói không? Mẹ nấu cháo cho con ăn nha. Mẹ. Mẹ. Lần này con trai về sẽ không đi nữa. Không đi nữa. Bác à. Bác. Bác à. Bác à. Bác à, bác cả đời vất vả nuôi lớn Lý Huy, còn chưa sống sung sướng ngày nào. Lý Huy là đứa con có hiếu, anh ấy tìm vàng là muốn bác an nhàn tuổi già. Không ngờ vì lòng tham mà chết. Lên đến thiên đường, bác cho anh Huy bầu bạn. Tiểu Mạn nợ bác, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, hiếu kính với bác. Chu Tịnh Khải, bây giờ tôi đã có chìa khóa rồi. Tiếp theo tôi muốn lấy chìa khóa trong tay Hứa Niệm Đông, cho nên phải tìm được Lãnh Tiểu Mạn. Không biết anh có cách gì không? Tổng thanh tra, Dương Sĩ Đình đã chết rồi, Lý Huy cũng chết rồi, tôi lại bị giam trong đội tuần tra, ai ai cũng biết. Vì vậy cách thức liên lạc trước đây của chúng tôi căn bản không dụ được Lãnh Tiểu Mạn. Vậy thì phải mời Chu tiên sinh ở lại đội tuần tra rồi. Người đâu?
đưa Chu tiên sinh xuống chăm sóc cho tốt. Rõ. Tống thanh tra, không phải anh vĩnh viễn nhốt Chu Mỗ trong đội tuần tra đó chứ? Vậy thì phải xem khi nào lấy đủ 4 chìa khóa vàng thì lúc đó anh có thể rời đi. Đưa anh ta xuống đi. Rõ. Đi, đi nào. Đi. Thật không ngờ vì tìm vàng mà chết nhiều người như vậy. Hôm nay là mẹ của Lý Quy, ngày mai không biết là ai nữa. Niệm Đông, em không muốn tìm chìa khóa nữa. Em không cần chìa khóa. Cố Lập Minh cũng vẫn cần. Như vậy người chết sẽ càng nhiều hơn. Đúng vậy. Bây giờ mới tìm được một chìa khóa mà chúng ta đã lao lực thế này rồi. Vậy đến lúc nào mới có thể tìm thấy ba chìa khóa kia đây? Tìm được đồng hồ, mở cửa kho vàng, đem vàng hiến cho đội ngũ kháng Nhật. Khi nào chúng ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện của anh trai? Anh biết không, đến bây giờ doanh trại độc lập vẫn chưa đồng ý hợp tác với quân du kích. Em thật sự không thể tưởng tượng nổi chính phủ quốc dân có buông tha cho doanh trại độc lập không. Nếu như vậy thì họ sụp đổ hoàn toàn rồi. Anh cảm thấy các chiến sĩ doanh trại độc lập thật quá ấu trĩ rồi. Đây không phải là ấu trĩ. Nghe theo sự sắp xếp của chính phủ quốc dân vốn chỉ không sai. Họ chỉ là muốn đợi, đợi quốc dân đảng và Anh Pháp trao đổi đàm phán, yêu cầu họ chủ động thả doanh trại độc lập. Em cảm thấy có thể không? Cho nên bây giờ chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu doanh trại độc lập. Đừng sốt ruột, chúng ta sẽ nghĩ cách. Niệm Đông à, thử ly trà này đi. Đây là hồng trà Ấn Độ mà công sứ Anh tặng. Khi ngửi tôi cảm thấy không có vị non xanh nước biếc, mà có một vị rất là lạ, giống như là mùi mồ hôi. Tôi không hiểu, người Anh chuyển đi chuyển lại thế này, buôn bán trên toàn thế giới. Đế quốc Anh cường đại rộng lớn mà. Phải nói sính ngoại không chỉ có người Trung Quốc. Người Nhật luôn muốn bắt chước đế quốc Anh. Niệm Đông à, chuyện của chìa khóa thế nào rồi? Bây giờ lão Hồ và Lý Quy đều chết cả rồi, nhưng chỉ lấy được chìa khóa của Lý Quy. Bên đội tuần tra nói với tôi, bây giờ Chu Tịnh Khải đang ở trong tay Cố Lập Minh. Vậy chứng tỏ trong tay Cố Lập Minh khả năng có hai chìa khóa. Nếu trong tay Cố Lập Minh có hai chìa khóa thật, vậy bây giờ chỉ có một chìa khóa mất tâm mất tích. Dương Sĩ Đình là phó quan chết đầu tiên, chỉ có chìa khóa của anh ta là không biết tung tích. Chuyện chìa khóa này có khả năng rơi vào tay ai nhất? Niệm Đông à, chuyện này còn phải điều tra rõ cho tôi. Chuyện tôi đồng ý với ông đương nhiên sẽ làm hết sức mình, nhưng chuyện phó lão gia đồng ý với tôi sẽ không nuốt lời chứ. Nếu tôi có thể giúp ông tìm được tất cả chìa khóa, đến lúc đó tôi và Tiểu Mạn lại không thể an toàn rời khỏi Thượng Hải. E rằng phó lão gia ông sẽ gặp chút phiền phức rồi đó. Niệm Đông à, không thể nói vậy được.
Chúng ta vốn dĩ là làm một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần tôi lấy được chìa khóa, tôi sẽ tiễn cậu và Lãnh tiểu thư ra khỏi Thượng Hải. Đương nhiên, với thân thủ của cậu, bến Thượng Hải làm gì có ai có thể ngăn cản nổi cậu. Nhưng tôi vẫn phải nói với cậu, dựa vào thế lực của Bạch Lạc Môn ở bến Thượng Hải, muốn tìm một người phụ nữ cũng không thành vấn đề. Chỉ cần tôi có được 4 chìa khóa vàng, sự an toàn của Lãnh tiểu thư có tôi đảm bảo. Niệm Đông à, hình như cậu còn có chuyện gì khác. Có chuyện này rất là quan trọng, muốn thương lượng với phó lão gia. Cứ nói. Mấy hôm trước, Phùng tướng quân của doanh trại độc lập bị ám sát, chắc ông cũng có nghe nói rồi. Chuyện này khiến người dân phẫn nộ. Tôi nhớ lúc trước, chuyện doanh trại độc lập ở Tô Giới hình như cũng có phần tham gia của phó lão gia. Nhắc đến chuyện này là tôi lại đau đầu. Hồng quân ở Tô Giới quả thực là chuyện phiền toái lớn nhất của hội bảo vệ Thượng Hải. Vứt thì không đỡ, mà giữ lại thì sợ xảy ra chuyện. Cậu biết đó, tôi rất là khó xử. Hai bên đều không thể đắc tội được. Đúng vậy, cho Hồng quân ra khỏi Tô Giới thì đắc tội với người Nhật. Giữ lại chẳng may xảy ra rắc rối, lại đắc tội với chính quyền quốc dân. Huống hồ Tô Giới lại là địa bàn của Anh Mỹ. Đúng là rất phiền phức. Cậu có cách nào hay không? Tôi thì thực ra có cách. Chẳng những không khiến ông khó xử, còn có thể mau chóng tìm được tất cả các chìa khóa vàng. Nói nghe xem. Trong tay chúng ta có một chìa khóa, trong tay Cố Lập Minh có 2 chìa. Nếu chúng ta dựa vào sức mạnh của Bạch Lạc Môn phát sinh xung đột với đội tuần tra của Cố Lập Minh, cũng chưa chắc làm nên trò trống gì. Thà rằng chúng ta tính nước đôi, một mặt dựa vào sức mạnh của Hồng quân đối kháng với đội tuần tra, chúng ta vừa có thể tận dụng cơ hội lấy được chìa khóa, lại có thể khiến công bộ Tô Giới ra mặt trục xuất Hồng quân. Lợi dụng cơ hội lấy được chìa khóa, còn có thể khiến công bộ Tô Giới ra mặt trục xuất Hồng quân. Mặt khác, phó lão gia lấy danh nghĩa hội bảo vệ Thượng Hải gây áp lực với Tô Giới, thúc đẩy Hồng quân rời khỏi Tô Giới. Vậy chẳng phải là ai cũng không đắc tội sao? Đây cũng là một ý hay. Nhưng mà chuyện người Tây khó làm đó. Lời nói của hội bảo vệ họ chưa chắc đã nghe, nhưng mà đáng để làm. Ông nghĩ xem, đến lúc đó ông vừa lấy được chìa khóa, lại vừa giúp Hồng quân rời khỏi Tô Giới, đỡ phiền phức, chuyện tốt biết bao nhiêu. Đó mới là bình yên thư thái thật sự. Ngoài ra, chuyện Phùng tướng quân bị ám sát, sau lưng chắc chắn là bọn Nhật sai khiến. Đúng lúc Cố Lập Minh cứu Phùng tướng quân nên mới thăng quan. Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Tôi nghi ngờ bọn Nhật đã mua chuộc Cố Lập Minh. Cậu nghĩ mà xem, bọn Nhật và đội tuần tra thông đồng làm bậy, vậy các chiến sĩ Hồng quân quả thực rất là nguy hiểm. Phó lão gia, các chiến sĩ Hồng quân đổ bao nhiêu máu mới đảm bảo được sự ổn định trước mắt của Thượng Hải, khiến bọn Nhật không dám làm mưa làm gió. Nếu phó lão gia có thể ra tay cứu Hồng quân ra khỏi Tô Giới, đối với nhân dân và chính quyền quốc dân, quả thực là công đức vô lượng. Được, cứ vậy đi.
Cậu tranh thủ thời gian tìm đủ 4 chìa khóa kia. Những chuyện khác cứ để cho tôi. Được. Tiểu Mạn, anh và Phó Bắc Xuyên vừa chốt một phi vụ. Các chiến sĩ Hồng Quân có thể được cứu rồi. Thật sao? Là thế nào? Vẫn là liên quan đến chìa khóa vàng. Nói đi nói lại, anh vẫn muốn tìm chìa khóa đó sao? Anh phải nghĩ cho kỹ. Trong tay chúng ta chỉ có một chìa khóa. Phó Bắc Xuyên nói với anh, chìa khóa của Chu Tịnh Khải và Lão Hồ đều đang nằm trong tay Cố Lập Minh. Vậy chúng ta kết hợp với thế lực của Cố Lập Minh đi tìm chìa khóa thứ tư kia. Một khi chìa khóa vào tay chúng ta rồi, Phó Bắc Xuyên sẽ lập tức dùng danh nghĩa của Hội Bảo vệ Thượng Hải gây áp lực với Tô Giới, ép Tô Giới thả Hồng Quân. Phó Bắc Xuyên đồng ý rồi sao? Vì chuyện của Hồng Quân, Phó Bắc Xuyên đã sức đầu mẻ trán rồi. Lúc trước để lấy lòng bọn Nhật, giam lỏng các chiến sĩ ở Tô Giới. Bây giờ Phùng tướng quân bị ám sát, chính phủ quốc dân sẽ tha cho ông ta sao? Để bảo vệ mình, ông ta nóng lòng muốn nếm củ khoai mỡ Hồng Quân nóng hổi này đi. Nhưng anh có từng nghĩ, nếu chúng ta không tìm thấy chìa khóa thứ tư này thì sao? Chỉ cần có 50% cơ hội, anh cũng phải cược một ván. Cố Lập Minh sẽ không chân chìa khóa thứ tư này cho anh sao? Anh ta đương nhiên sẽ không đưa cho anh. Nhưng mà anh có thể cướp về. Anh nắm chắc. Khi Tào Chấn Vũ ở Trùng Khánh đã lên kế hoạch vàng với Wanatabi, mục đích chính là dùng vàng làm mồi nhử để quét sạch các thế lực ở bến Thượng Hải. Tào Chấn Vũ chỉ nói bí mật này cho một mình anh biết. Ông ấy sợ chẳng may có chuyện gì thì sẽ để anh đứng ra thực hiện. Nhất định phải rời khỏi Thượng Hải trước khi kế hoạch này thực hiện. Còn nữa, tốt nhất em hãy cảnh báo tình Hứa Niệm Đông kia, bảo anh ta đừng nhúng tay vào vụ vàng này. Nếu không, em không cứu nổi anh ta đâu. Tiểu Mạn, sao vậy? Không sao. Em nhớ anh trai. Anh trai em từng là một chiến sĩ. Nếu các chiến sĩ Hồng Quân được cứu, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của anh trai em. Em biết. Nhưng Cố Lập Minh sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta sao? Dựa vào sức của mình anh ta, căn bản không thể tìm thấy chìa khóa thứ tư. Anh nghĩ anh ta sẽ hợp tác với chúng ta. Lãnh Tiểu Mạn nhìn người mình yêu thương vì cứu Hồng Quân mà dốc lòng dốc sức nghĩ cách, còn mình thì vẫn luôn giấu anh ta một bí mật vô cùng lớn. Trong lòng cảm thấy thật là có lỗi. Rốt cuộc có nên nói hay là không nói đây? Báo cáo. Vào đi. Tổng thanh tra, Lãnh tiểu thư đến rồi. Lãnh tiểu thư, mời ngồi. Hôm nay đến là muốn giao dịch với anh. Tôi thích làm giao dịch. Chúng tôi đã biết trong tay anh có hai chìa khóa. Anh cũng biết trong tay chúng tôi có một chìa. Nếu anh đồng ý hợp tác, chúng ta cùng nhau mở cửa kho vàng. Tôi không tham lam. Sau khi xong chuyện, tôi chỉ cần số 1/4 mà tôi nên có thôi.
Làm sao để tôi tin cô? Chúng ta đưa chìa khóa của mình ra trước. Sau khi xác nhận, tôi sẽ nói cho anh biết manh mối của chìa khóa thứ tư. Không thành vấn đề. Cho tôi thời gian và địa điểm thuận lợi. 3 giờ chiều mai ở quán trà Bát Hòa. Không được dẫn theo người, nếu không quỹ hợp tác. Tiểu Mạn, Dương đại ca, tình hình sao rồi? Thời gian của chúng ta rất gấp. Hứa Niệm Đông và Cố Lập Minh sắp gặp nhau rồi. Đợi sau khi họ gặp nhau, kế hoạch của chúng ta sẽ có thể thất bại. Lần trước anh nói với em là đã nghĩ ra một cách. Giả chết đúng là diệu kế. Anh cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Nhưng mà sau đó em và Hứa Niệm Đông đột nhiên bị Cố Lập Minh bắt tới đội tuần tra, khiến cho anh có chút do dự. Anh không biết là có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch này không. Lúc trước em cũng nghĩ như vậy. Em cho rằng Cố Lập Minh giao em cho đội tuần tra thì sẽ không lợi dụng em để tìm anh. Không ngờ Cố Lập Minh sợ người Nhật đứng đằng sau Phó Bắc Xuyên, không ngờ lại thả em ra. Thực ra Phó Bắc Xuyên là người muốn có được chìa khóa và lấy được vàng nhất. Một mình Cố Lập Minh đã không dễ đối phó, huống chi còn thêm cả lão đại của bến Thượng Hải nữa. Phép vua còn thua lệ lạc, người Nhật có mạnh đi nữa cũng không so được với Phó Bắc Xuyên đã định cư ở Thượng Hải bao nhiêu năm rồi. Tiểu Mạn, bí mật anh giả chết em chưa tiết lộ cho Hứa Niệm Đông đó chứ? Đương nhiên là chưa. Tiểu Mạn, nếu chúng ta muốn lừa tất cả mọi người thì phải bắt đầu từ Hứa Niệm Đông trước. Nhưng anh ta rất khó đối phó, em phải cẩn thận. Anh ấy rất tin tưởng em, em có cách làm anh ấy tin em. Bà Thu đã sắp xếp người thế thân cho anh rồi. Bây giờ em chỉ cần làm cho tên Hứa Niệm Đông kia tin em thật sự đang giúp anh ta tìm anh. Sau đó em đến đây tìm Ba Tu. Bà Tu sẽ nói cho em biết anh đang ở đâu. Rồi em dẫn Hứa Niệm Đông qua đó, nghĩ cách giữ chân anh ta. Một mình em đi tìm anh ta, cuối cùng để anh ta tưởng rằng em đã giết anh. Hiểu chưa? Phí nhiều công như vậy làm gì? Em cứ dẫn thẳng anh ấy đến nơi đã hẹn trước rồi, không được sao? Cứ vòng vo là tốt. Cứ vậy đi. Anh lo là Hứa Niệm Đông biết tổng chúng ta đang làm gì. Có một chuyện em vẫn luôn không hiểu. Anh nói với em là Ba Tu nói cho em biết địa chỉ, nhưng sao Ba Tu lại không xuất hiện, xuất hiện lại là một người khác? Vì Ba Tu chết rồi. Chết rồi. Để tính toán thời gian chính xác từ lúc em lấy được địa chỉ từ chỗ Ba Tu đến khi đến nhà nghỉ Đại Đông, anh vẫn luôn trốn trong quán rượu. Nhưng mà không ngờ có hai người đàn ông lạ mặt đến, không nói hai lời liền bắn chết Ba Tu. Lúc đó anh vừa lo Ba Tu có chuyện, mà khác lại sợ kế hoạch bị thất bại, đành phải tạm thời để một bồi bàn khác đưa địa chỉ nhà của Ba Tu cho em. Còn anh thì mau chóng đi điều tra tung tích của Ba Tu. Nhưng mà không ngờ lại gặp được Cố Lập Minh. Lúc này thì anh mới biết Cố Lập Minh đã ra nghi ngờ Ba Tu có liên quan đến anh, nên đã bí mật bắt Ba Tu. Hết cách, anh không cứu nổi Ba Tu, đành phải mau chóng đến nhà của Ba Tu, cố ý để lại số điện thoại của nhà nghỉ Đại Đông trên cuốn nhật ký để dụ các em ra. Anh vừa mới bố trí xong mọi thứ thì các em đến. May mà em khống chế được Hứa Niệm Đông, anh ấy tin em để em đi gặp anh trước. Anh đồng ý với em, không đến vạn bất đắc dĩ thì không được làm thương Dương Sĩ Đình. Sợ anh ta hiểu lầm hả? Vậy mới nói là anh đợi em. Em sẽ khuyên anh ấy. Anh ta sẽ nghe em khuyên sao?
Em tin chắc là sẽ được đó. Cẩn thận. Hóa ra Cố Lập Minh biết chuyện anh ở nhà nghỉ đại đông là từ miệng Ba Tu mà ra. Anh ta không đến thì anh cũng sẽ châm ngòi nổ. Anh ta đến rồi, anh vốn chỉ mượn cơ hội này để anh ta và thế thân của anh đồng quy vu tận. Không ngờ Cố Lập Minh mạng lớn, chạy thật là nhanh. Anh khó khăn lắm mới giấu trời giấu đất, lừa được tất cả mọi người. Bây giờ anh không thể không khâm phục Tào đại soái ở Trùng Khánh đã cùng Watanabe lên sẵn kế hoạch vàng này rồi. Bây giờ tất cả quyền khống chế đều nằm trong tay của người Nhật. Chỉ cần chúng ta có được 3 chìa khóa là coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau khi Cố Lập Minh và Hứa Niệm Đông gặp nhau, bọn họ sẽ đưa ra 3 chìa khóa. Đến lúc đó anh đưa ra chìa khóa còn lại của anh đàm phán với họ. Đàm phán hay không cũng vậy, dù sao họ đều sẽ chết mà. Tiểu Mạn, đợi đến khi lấy được vàng, chúng ta sẽ rời khỏi Thượng Hải. Anh đi trước đây. Tiểu Mạn vẫn luôn dùng cách đồng ý cao chạy xa bay cùng Dương Sĩ Đình để giữ chân Dương Sĩ Đình. Cô ấy không biết chìa khóa thứ tư một khi xuất hiện sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Vì cả kế hoạch vàng này đều là kế hoạch đã vạch sẵn. Hứa Niệm Đông chỉ là một nhân vật tham gia vào kế hoạch này. Cô ấy phải nghĩ cách bảo vệ Hứa Niệm Đông cùng cô ấy rời khỏi nơi này. Niệm Đông. Ừ. Em đang hoang mang. Hoang mang gì? Ngày mai gặp Cố Lập Minh, đưa chìa khóa ra thì vàng của Tào Chấn Vũ sẽ công khai thật rồi. Nhưng mà em cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, tất cả sẽ qua thôi. Chuyện mà em nên nghĩ bây giờ là cuộc sống sau này khi chúng ta đến Tứ Xuyên. Sẽ có ngày đó sao? Đương nhiên rồi. Đợi chúng ta lấy được vàng, cứu các chiến sĩ Hồng Quân, sau đó sẽ rời khỏi nơi thị phi này. Ngày mai anh nhất định phải cẩn thận đó. Em không tin Cố Lập Minh sẽ một mình đến đâu. Yên tâm đi, anh biết mà. Địa điểm gặp mặt của chúng ta là quán trà Bác Hợp, là nơi đông đúc. Trước sau đều có tuyến phố chính, cho nên không có lệnh của tôi, không được tự ý hành động. Tình hình của đối phương bây giờ thế nào chúng ta đều không rõ. Mọi người phải nâng cao cảnh giác, phải chú ý một số người đáng nghi. Có biết chưa? Rõ. Cố Lập Minh không giữ chữ tín. Anh ta mơ hồ cảm giác người giữ chìa khóa thứ tư này chắc chắn là người anh ta quen. Nhưng mà Cố Lập Minh cẩn thận suy nghĩ, không tìm thấy bất cứ đầu mối nào, cho nên anh ta mới cảm giác sợ hãi. Anh ta ra lệnh thuộc hạ bày thiên la địa võng ở địa điểm gặp mặt. Mục đích chính là vì một mẻ tóm gọn nhân vật thần bí này, nếu không sẽ đánh trắng động cỏ. Tiểu Mạn, anh tiễn em đến đây thôi. Ở cửa có người theo dõi, em xuống xe qua đó. Đây là chìa khóa, em cầm qua đó gặp Cố Lập Minh. Xe đổ cửa sau đợi em. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại làm như vậy. Anh cũng không ngờ trên thế giới này người đáng để chúng ta tin càng ngày càng ít đi. Ít nhất vẫn còn chúng ta. Chuẩn bị xong chưa? Anh thật sự muốn làm thế này thật sao? Ừ.
Đi đi. Chào tiểu thư, xin hỏi đi mấy người? Đã đặt bàn trước rồi. Phòng Nhã Giang Thiên. Khách quý, mời đi bên này. Tiểu thư, mời. Cho một ấm bình hoa xuân trước đi. Đợi cố gia của đội tuần tra đến thì mời anh ấy lên đây. Vâng, tiểu thư, xin đợi một chút. Đến rồi đây. Tiểu thư, trà của cô đây. Đây là bích loa xuân thượng hạng của quán chúng tôi. Mời dùng. Thanh tra cố, mời lên lầu. Lãnh tiểu thư, đúng là người đúng giờ. Vậy phải xem khách hẹn là ai. Đúng là có hương vị của Tào Tháo, chữ tửu luận anh hùng. Nhưng mà tiếc là Niệm Đông không có ở đây. Cố nhân nói, quân tử mê trà, thiên nhân mê rượu. Thiết nghĩ tổng thanh tra cố cũng là một người khiêm tốn. Tôi chỉ là một con nhà võ, thứ tôi biết chỉ có vàng. Cô nhìn hai chìa khóa này, xem là thật hay giả. Tạo quá làm nên, nhưng tiếc là thiếu mất một chìa. Vậy ai đang cầm chìa thứ tư đây? Đàn ông luôn thiếu kiên nhẫn. Tổng thanh tra cố nếu cũng có nghiên cứu về trà, hay là chúng ta ngồi đây thẩm trà một chút đi. Lãnh tiểu thư, bây giờ không phải lúc phong hoa tuyết nguyệt. Mặc dù tôi rất vui cùng cô thưởng nguyệt, dục tốc bất đạt,
Cố tiên sinh, không hiểu phong tình như này. Tôi thật sự không hiểu anh sống thế nào ở Thượng Hải. Tôi không hiểu ý nhiều như vậy. Bây giờ tôi có ba chìa khóa ở đây rồi, cả cô nữa. Tôi không tin người đó sẽ mang đến. Lãnh tiểu thư chịu thiệt thòi rồi, về đội tuần tra cùng tôi từ từ nói chuyện phong tình. Anh không muốn biết chìa khóa kia ở đâu sao? Bây giờ quyền chủ động là ở tôi. Anh ta muốn lấy chìa khóa chắc chắn sẽ đến tìm tôi thôi. Dừng xe. Niệm đâu? Bỏ súng xuống đi. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, chạy gì vậy? Chẳng phải nói rồi sao? Đưa chìa khóa cho Phó Bắc Xuyên, đổi lại chúng ta an toàn rời khỏi Thượng Hải. Anh căn bản không hiểu ý của em. Anh cũng không cho em cuộc sống em mong muốn. Vừa nãy nếu không phải em cướp ba chìa khóa từ chỗ Cố Lập Minh thì bây giờ anh chẳng có gì cả. Bây giờ chúng ta đến chỗ của Phó Bắc Xuyên, đưa ba chìa khóa này cho ông ấy. Sau đó thì chúng ta mặc kệ. Anh đưa em rời khỏi Thượng Hải. Được, em tin anh thêm lần nữa. Đi. Tiểu Mạn, đưa súng cho anh đi. Anh ấy biết anh từng cứu em, trước giờ chưa từng muốn giết anh. Đi đi. Tiểu Mạn, may mà có em, nếu không sẽ chẳng thoát được sự dòm ngó của các bên. Dương đại ca, anh cho rằng anh vì Tào Chấn Vũ mà mạo hiểm như vậy có đáng không? Lúc đất nước nguy nan, Tào Chấn Vũ không giơ tay ra giúp, ngược lại còn giúp bọn Nhật tàn sát người Trung Quốc, hiến số vàng đó cho bọn Nhật. Anh cũng thấy rồi đó. Mấy hôm nay bọn Nhật ở bến Thượng Hải tắc oai tắc quái. Nếu anh làm như thế này,
sẽ mang nỗi ô nhục muôn đời. Tào Chấn Vũ cho anh cái mạng này, anh cũng phải dùng cái mạng này báo đáp lại ông ấy. Anh biết Tào Chấn Vũ là kẻ thù giết cha em. Mấy năm nay anh vẫn luôn can ngăn em, vì anh sợ em phải sống cuộc sống cùng trời cuối đất. Anh tin rằng sẽ có ngày anh sẽ đưa em cao chạy xa bay, rời khỏi chốn thị phi này. Trước đây em luôn cho rằng nếu kiếp này không giết được Tào Chấn Chủ, em thề không làm người. Nhưng bây giờ em khác rồi. Có lúc thực sự em đã nghĩ em đang nằm mơ. Nếu Tào Chấn Vũ có thể giống Hồng Vân dũng cảm giết địch, giúp người Trung Quốc đối phó với bọn Nhật, vậy em còn có thể ra tay nổi không? Em không thể không có nhà, nhưng mà không thể không có nước. Tất cả chuyện này không phải chuyện mà anh em có thể quyết định được. Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không? Rất đơn giản, tôi và Tiểu Mạn đều rất muốn hợp tác với anh, cùng nhau tìm chìa khóa thứ tư kia. Hợp tác? Thế nào gọi là hợp tác? Anh trốn trong cốp xe, sau đó đánh ngất tôi, để lãnh Tiểu Mạn cướp ba chìa khóa kia đi. Nếu nói chuyện này thì tôi muốn hỏi anh, đã nói là hợp tác, sao anh lại độc chiếm ba chìa khóa vàng kia? Thật ra nghĩ một chút cũng thú vị. Đàn ông đàn an như chúng ta đến Thượng Hải là để xây dựng sự nghiệp. Bây giờ tất cả mọi thứ đều rơi vào tay người phụ nữ đó. Còn tôi ép lãnh Tiểu Mạn, bắt đầu từ lúc đó lãnh Tiểu Mạn cả đời này sẽ rất hận tôi. Còn anh thì lại yêu thương cô ấy, che chở cho cô ấy, anh chăm sóc lại còn rất yêu thương nữa. Nhưng cô ấy lại nổ súng về phía anh. Lúc đầu tôi tưởng hai người đang diễn kịch, nhưng tôi vừa nhìn thấy tay của cô ấy liền biết đây là sự thật. Lập Minh, anh tin chuyện trở về từ cõi chết không? Anh là nói người trở về từ cõi chết sao? Dương Sĩ Đình. Đúng, Dương Sĩ Đình chưa chết. Anh ta và Tiểu Mạn lấy ba chìa khóa cùng nhau chạy trốn rồi. Anh có lừa tôi không vậy? Tại sao tôi phải lừa anh? Vì anh biết lãnh Tiểu Mạn anh sẽ thả cô ấy đi. Không muốn nói nữa, về đi. Thật ra Tào Chấn Vũ có một mật ước với người Nhật. Để đưa vàng đến tay người Nhật, họ đã sắp xếp phương án thứ hai rồi. Mật báo quan trọng vào đêm trước khi họ lên bờ chính là thông báo bắt đầu thực hiện phương án thứ hai. Mật án đó là em dịch. Nội dung là 10 giờ bến tàu nghênh đón đoại soái lên bờ. Phó. Đúng, hoàn toàn chính xác. Nhưng bức điện báo đó không phải là Phó Bắc Xuyên gửi, mà là Wanatabi chính hùng gửi đi. Hàm ý thực sự của nó là 10 giờ Phó Bắc Xuyên phục kích ở bến tàu giết Tào đại soái. Phó Bắc Xuyên muốn giết Tào Chấn Chủ. Tin Tào Chấn Chủ áp tải vàng sớm đã bị lộ. Các thế lực đều đang rục rịch trong bóng tối. Nhưng chỉ có ông ta biết địa điểm cất giấu vàng chính là ở kho Hạp Bắc. Cho nên ông ta lo lắng, cho dù ông ta bình an đến Thượng Hải cũng khó mà lấy được vàng. Ngược lại, có thể sẽ bị các thế lực ám toán. Vì vậy, trên đường đến, ông ta đã gửi điện báo cho Wanatabi chính hùng, yêu cầu thực hiện phương án thứ hai ngay. Vậy là Wanatabi lợi dụng Phó Bắc Xuyên. Đúng. Ngoài mặt là Tào Chấn Vũ bị giết, thực ra là ông ấy giả chết, đứng ra đằng sau để các thế lực ở bến Thượng Hải tranh cướp vàng. Cuối cùng, Wanatabi ngư ông đắc lợi. Đúng. Nhưng bây giờ thì rắc rối hơn rồi. Phó Bắc Xuyên chân đạp mấy thuyền, làm việc cho người Nhật là thuận nước đẩy thuyền.
Chuyện này có những ai biết? Chỉ có Tào Chấn Vũ, anh và Wanatabi biết. Nếu không phải vì em đột nhiên ra tay giết chết Tào Chấn Vũ thì kế hoạch này đã vô cùng hoàn hảo rồi. Nhưng mà hành động của em cũng khiến cho kế hoạch này càng thêm chân thực hơn nữa. Chẳng trách Niệm Đông luôn nói với em là kho báu này chính là một cái bẫy. Em lại cứ không hiểu. Tào Chấn Vũ làm theo kế hoạch của người Nhật, thực hiện phương án thứ hai. Nhìn bên ngoài, các thế lực đang tranh cướp vàng, nhưng mà tất cả đều trong sự khống chế của người Nhật, cho nên những người liên quan khó tránh được cái chết. Vậy Lý Huy và Lão Hồ đều làm kẻ chết thay rồi. Họ quá tham lam. Người xưa có câu chim chết vì mồi, luôn là như vậy. Đợi lấy được vàng, người Nhật sẽ sang bằng các bang hội ở bến Thượng Hải tiến hành đại lễ quyên góp vàng, tạo đà thành lập khối thịnh vượng Đại Đông Á. Đây chính là kế hoạch của Wanatabi. Dương đại ca, em thật sự không hiểu. Anh cam tâm tình nguyện đưa vàng cho bọn Nhật thật sao? Bây giờ đâu đâu cũng là chiến tranh, cho dù có tìm ra cũng không chuyển đi được. Nếu chúng ta rời khỏi Tô giới, đi thật xa, biến mất vài năm, cứ để vàng ở yên đó, chiến tranh cũng sẽ có ngày kết thúc. Đợi đến khi Thái Bình thịnh thế, chúng ta lấy số vàng đó ra sao? Em muốn đi cùng anh thật sao? Nếu như anh không đưa vàng cho bọn Nhật, em sẽ đi cùng với anh. Không nề gian khó, phiêu bạc giang hồ, không oán trách, không hối hận, cùng nhau sống chết. Được. Bây giờ bến Thượng Hải đã bị phong tỏa rồi, anh đi thăm dò đường thủy, xem còn cách nào khác rời khỏi Thượng Hải không. Dương đại ca, vậy chìa khóa thứ tư là trên người anh thật sao? Người còn thì vật còn. Em yên tâm đi. Cố Lập Minh không đoán lầm, Lãnh Tiểu Mạn thật sự là do Niệm Đông cố ý thả đi. Nhưng mà Cố Lập Minh không biết tất cả chuyện này là do Niệm Đông và Tiểu Mạn dày công kế hoạch. Tình hình Thượng Hải ngày càng phức tạp. Làm sao mới có thể khiến Cố Lập Minh hợp tác với chúng ta đây? Làm sao mới có thể tìm được chìa khóa kia của Dương Sĩ Đình? Nếu chậm một bước, các chiến sĩ Hồng Quân có thể không ra được nữa. Niệm Đông, Tiểu Mạn, em có cách sao? Nếu em nói cho anh biết, em giấu anh một bí mật cực lớn, anh có trách em không? Anh biết, nếu em có chuyện gì đó giấu anh thì cũng là muốn tốt cho anh, có đúng không? Không nói nữa. Dương Sĩ Đình chưa chết. Cái gì? Anh ta chưa chết.
Hôm đó ở nhà nghỉ Đại Đông là nấy giả chết. Chúng em đã bàn bạc chuẩn bị trước. Hai người vẫn liên lạc với nhau sao? Đúng, bọn em vẫn bí mật liên lạc. Hôm đó ở nhà nghỉ Đại Đông, sau khi anh ấy giả chết, đã chuẩn bị sẵn người thế mạng. Hai người giỏi quá. Không phải là em cố ý lừa anh. Mấy ngày nay trong lòng em cũng rất là khó chịu. Em sắp điên đến nơi rồi. Sở dĩ em lừa anh là vì Dương Sĩ Đình nói với em Tào Chấn Vũ và bọn Nhật đã lập một âm mưu lớn đằng sau vụ vàng. Bất cứ ai liên quan đến đều sẽ bị chết. Nếu em không nói với anh là Dương Sĩ Đình giả chết thì anh sẽ không đi tìm chìa khóa của anh ấy. Như vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Em làm như vậy cũng là muốn bảo vệ anh. Anh có hiểu cho em không? Không sao, anh không có ý trách em. Tiểu Mạn, em ngây thơ. Lãnh tiểu thư, bây giờ không phải lúc phong hoa tuyết nguyệt. Mặc dù tôi rất vui cùng cô thưởng nguyệt, dục tốc bất đạt. Cố tiên sinh, không hiểu phong tình như này. Tôi thật sự không hiểu anh sống thế nào ở Thượng Hải. Tôi không hiểu ý nhiều như vậy. Bây giờ tôi có ba chìa khóa ở đây rồi, cả cô nữa. Tôi không tin người đó sẽ mang đến. Lãnh tiểu thư chịu thiệt thòi rồi. Về đội tuần tra cùng tôi, từ từ nói chuyện phong tình. Anh không muốn biết chìa khóa kia ở đâu sao? Bây giờ quyền chủ động là ở tôi. Anh ta muốn lấy chìa khóa chắc chắn sẽ đến tìm tôi thôi. Dừng xe. Niệm Đông, bỏ súng xuống đi. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, chạy gì vậy? Chẳng phải nói rồi sao? Đưa chìa khóa cho Phó Bắc Xuyên, đổi lại chúng ta an toàn rời khỏi Thượng Hải. Anh căn bản không hiểu ý của em. Anh cũng không cho em cuộc sống em mong muốn. Vừa nãy nếu không phải em cướp ba chìa khóa từ chỗ Cố Lập Minh thì bây giờ anh chẳng có gì cả. Bây giờ chúng ta đến chỗ của Phó Bắc Xuyên, đưa ba chìa khóa này cho ông ấy. Sau đó thì chúng ta mặc kệ. Anh đưa em rời khỏi Thượng Hải. Được,
Em tin anh thêm lần nữa. Đi. Tiểu Mạn, đưa súng cho anh đi. Anh ấy biết anh từng cứu em, trước giờ chưa từng muốn giết anh. Đi đi. Tiểu Mạn, may mà có em, nếu không sẽ chẳng thoát được sự dòm ngó của các bên. Dương đại ca, anh cho rằng anh vì Tào Chấn Vũ mà mạo hiểm như vậy có đáng không? Lúc đất nước nguy nan, Tào Chấn Vũ không giơ tay ra giúp, ngược lại còn giúp bọn Nhật tàn sát người Trung Quốc, hiến số vàng đó cho bọn Nhật. Anh cũng thấy rồi đó, mấy hôm nay bọn Nhật ở bến Thượng Hải tắc oai tắc quái. Nếu anh làm như thế này sẽ mang nỗi ô nhục muôn đời.